Hello, xin chào anh em YouTube nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy một phủ để mình test màu cho anh em xem. Thì hôm bữa cũng có một vài bạn hỏi mình cái này màu nó ra sao. Thì mấy cái này thì có cái thì mình test rồi, có cái mình chưa test, nhưng mà từ từ mình sẽ test nha anh em. Hôm bữa thì mình có test cái thằng này nè. Cái này thằng chanh này nè, là cái màu của nó giống như là cái màu cái chanh đó anh em. Cái màu nó y như cái vỏ vậy đó. Cái màu nó hơi xanh xanh bọc chuối vậy đó. Đó, cái đó là test rồi. Bây giờ mình sẽ test thêm thằng này nữa. Thì có nhiều bạn ngộ lắm nha, thấy mình test thử cái màu review rồi nhìn thấy nó sao rồi mới bắt đầu mua. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái này nè. Thì cái này sau khi mình test xong thì mình sẽ thử một món thôi nha anh em, tại bây giờ tối rồi mình không uống nhiều, sợ bị mất ngủ. Tại vì nó cũng có cái cà phê trong đó. Thì cái hũ này mình test xong thì cái giá mình để là 800.000 hũ anh em, nếu mà ai săn thì săn nha. Thì mấy cái này nói chung là hàng còn nguyên hết. Hàng còn nguyên hết cho nên là anh em khỏi phải lo. Mấy cái này anh em nếu mà săn hàng kiểu này thì rất là lợi luôn. Đó. Chỉ uống thử một muỗng, mở hộp ra uống thử một muỗng xong rồi. Anh em ai mà cần thì liên hệ với mình. Săn hàng kiểu này rất là lợi nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra và mình đổ vào trong đây coi cái màu nước ra màu gì nha anh em. Thì hôm nay mình chỉ làm một cái video thật là ngắn để không làm mất thời gian của anh em. Chủ yếu là quay cái này để mình xem màu nước thôi, chứ mình không có quay nguyên người của mình nha anh em. Cái này thì hôm bữa mình có nói với một số anh em là để mình hết cái mình ăn uống đi rồi mình sẽ khui cái này ra mình test rồi mình uống. Nhưng mà thôi thì mình làm luôn. Mặc dù là cái mình uống thì vẫn còn đây nè, mình xài cái này vẫn còn anh em. Hũ này còn hơn nửa hũ, còn nhiều lắm. Tại vì nói chung là mình cũng muốn mấy muỗng cái bột của nó không có khi nào lên đầy nhóc nha anh em, nó lưng tới đây thôi. Thì còn rất là nhiều, mình uống mới có mấy muỗng thôi. Thì cái này mình chủ yếu là mình làm một cái video mình cho anh em xem cái màu của nó. Rồi anh em nếu mà ai săn cái này thì săn nha. Thì giá là 800.000 đó. Thì nó sẽ rẻ hơn so với lại giá gốc rất là nhiều. Thì anh em cũng thấy rõ ràng là cái này mình chỉ lấy một muỗng là mình chỉ review thôi. Cái hàng còn rất là mới nha anh em. Hàng chẳng có bị gì hết, không phải là hàng bị lỗi nha anh em. Còn nguyên si nha. Anh em đợi xíu để mình bóc cái này ra cái. Cái màu bột của nó là cái màu này nè anh em. Này anh em thấy không? Màu này là màu nó hơi hồng hồng, nâu nâu. Anh em đợi xíu để mình múc một muỗng nha. Cái mùi thơm lắm nha mọi người. Đây. Để coi ra cái màu gì nó. Cái màu giống y chang như là cái màu của cái vỏ hộp luôn anh em thấy không. Thường thì mấy thằng này nó hay làm kiểu như vậy đó. Cái bột của nó sẽ giống là cái màu thứ vậy nè. Cái này nếu mà anh em không ai săn á, thì mình để mình uống cũng được. Nói chung là hàng của mình để mình uống thì cũng khá là nhiều. Nay uống không hết thì ngày mai mình uống sẽ hết. Anh em thấy cái màu nó chưa? Đây. Màu cũng tựa nhau nè. Nó hơi lọt hơn tí. Nhưng mà cái này nếu mà anh em pha 2 muỗng mà bỏ vào một cái bình khoảng 600-700ml thì cái màu nó sẽ khác như thế này nha anh em, chứ không giống. Đó. Thì nói chung là cái vị thì uống cũng ngon á nha. À, bây giờ mình không có quay được cái mặt của mình cho nên là mình sẽ thử chút xíu rồi mình sẽ nói anh em nghe cái vị của nó nha. Wow, rất là ngon nha anh em. Nói chung là cái vị uống rất là ngon, không có chê vào đâu được hết. Rồi vậy đó, thì màu nó là vậy nè, anh em thấy không? Còn nói về cái vị thì mình uống rất là ngon. Vị thì anh em có phải chê, nếu mà không ngon anh em trả hàng lại mình, vậy thôi. Thôi xin chào anh em nha, hôm nay mình chỉ xin anh em vài phút làm một cái video cực kỳ ngắn để chia sẻ với anh em về cái hàng này thôi. Rồi khi nào có gì mới thì mình sẽ lại làm video mình review chia sẻ với anh em sau nha. Bye bye mọi người nha. Anh em nhớ ủng hộ mình nha. Thì cái link Facebook và cái số Zalo mình có để ở bên trong cái video của mình á. Anh em hãy click vào trong đó và đặt hàng của mình nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bye bye.